Xin chào các bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến coroshop24h.com. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn dòng sản phẩm rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc cũng như ở Việt Nam. Dòng sản phẩm đặc biệt tốt dành cho những người lớn tuổi hay là những người phải lao động nặng. Đấy chính là dòng sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc Anti-Lupin. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc. Công dụng của cái này thì đặc biệt hiệu quả. Nó làm giảm các cơn đau nhức cơ, khớp hay là đau xương, làm giảm các triệu chứng đau mỏi vai gáy các bạn nhé. Và đặc biệt nữa là nó làm nó nhanh đánh tan các vết máu bầm do các công việc lao động nặng nó gây ra, hay là những người chơi thể thao bị mắc phải. Một đặc điểm nữa đấy là nó làm giảm cơn đau cũng như là sự ngứa ngáy khi bị do các vết thương do côn trùng cắn hay là những vết thương do những người lao động. Điều tốt hơn nữa đấy là sản phẩm này rất thích hợp dành cho những người lớn tuổi các bạn nhé. Như là ông bà bố mẹ chúng ta thì có phải là hay bị đau nhức xương khớp đúng không ạ? Đau khớp tay này, khớp gối này. Đấy, thì sản phẩm này rất hiệu nghiệm khi mà người lớn tuổi dùng trong những lúc thay đổi thời tiết, nó gây ra các triệu chứng đau mỏi khớp, thì các bạn có thể đưa sản phẩm này cho ông bà hoặc bố mẹ mình sử dụng. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm này. Vâng, thưa các bạn, đây chính là sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc Anti-Mai ạ. Như các bạn có thể thấy ở ngay sản phẩm đây, chúng ta cũng sẽ nhìn rõ cái công dụng của nó này. Có thể xoa vào các vết đau ở đầu gối này, bả vai này, hay là cột sống này. Đấy. Và sau đây tôi sẽ bóc ra nhé. Bên trong thì nó có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng như thế này ạ, giống như là các đơn thuốc của chúng ta ấy ạ. Và ở đây các bạn nhìn thấy nó sẽ có rõ các cái công dụng của nó đấy ạ. Đấy. Hay là những cái lưu ý về việc bảo quản, như là để ra tầm tay của trẻ nhỏ này, không để dưới ánh nắng, mà không để trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời này, hay là không để gần các loại hóa chất các bạn nhé. Và dung tích của cái này là 100ml. Đây, dung tích của nó là 100ml. Bây giờ tôi sẽ mở ra và hướng dẫn các bạn sử dụng. Các bạn nhìn thấy ở đây sản phẩm nó còn có một thanh lăn này. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở nắp ra nhé. Ví dụ như là tôi đang bị đau ở vùng này, vùng tay đây, tôi sẽ thoa một ít dầu vào đây, sử dụng một lượng nhỏ vừa đủ cho vùng đau của mình. Sau đó xoa đều dàn mỏng khắp cái vùng đau này. Sau đó tôi sẽ dùng cái thanh này tôi lăn. Tại vì sao chúng ta lại dùng thanh này lăn? Nó cũng giống như là chúng ta massage ấy. Các cái thanh này nó sẽ giúp đánh tan các cái vết đau của chúng ta. Nó như massage giúp dầu thẩm thấu nhanh hơn thì cơn đau của chúng ta sẽ nhanh dứt hơn. Các bạn có thể nhìn thấy các cái thanh đây ạ. Nó là những cái đầu nhựa rất là bé và nó không hề sắc nhọn, nên là không hề gây chảy xước của da của tôi này. Và sau khi xoa xong thì các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Có thể dùng, các bạn có thể dùng cái này để đánh gió. Thì mỗi khi mà ông bà bố mẹ chúng ta bị đau nhức xương khớp thì các bạn có thể đưa sản phẩm này, một sản phẩm rất là tốt dành cho ông bà bố mẹ mình. Sau khi sử dụng xong sản phẩm thì các bạn nhớ đóng nắp thật chặt, sau đó để vào hộp nếu như các bạn còn hộp, đậy vào và để nơi khô ráo thoáng mát. Có một số lưu ý cho các bạn sử dụng sản phẩm, đấy là sản phẩm này không sử dụng cho phụ nữ có thai hay là đang cho con bú, không sử dụng dành cho trẻ em dưới 8 tuổi, và nhưng nó lại đặc biệt rất tốt dành cho người già. Điểm lưu ý đấy là các bạn không được bôi vào các vết thương hở nhé. Ví dụ như các bạn bị rách da thì không được bôi trực tiếp vào đấy, nó rất là nguy hiểm. Và sản phẩm này thì các bạn không dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi các bạn nhé. Đấy, sau khi dùng xong thì các bạn đậy chặt nắp và cho vào trong hộp bảo quản ở nơi khô ráo. Sản phẩm không dùng cho phụ nữ có thai hay là đang cho con bú, và không dùng cho trẻ em dưới 8 tuổi. Đấy là những công dụng rất là đặc biệt của sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc.
mà chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn để tìm hiểu thêm về sản phẩm cũng như là cần tư vấn thêm về sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc hay bất cứ một sản phẩm nào của Hàn Quốc, các bạn có thể truy cập vào trang siêu thị trực tuyến corashop24h.com hoặc là liên hệ ngay vào hotline của chúng tôi theo số 0904 886428 để được tư vấn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.